Lần đầu tiên tại Việt Nam, dự án The Night Stellars được hình thành trên nền tảng của sự hợp tác chiến lược của Sun Kim Land và các đối tác tầm cỡ quốc tế như Qualcomm Hoa Kỳ, Viettel Networks trong việc cung cấp hạ tầng viễn thông và giải pháp đô thị thông minh vào dự án có 102 này.